Ngày nặng tay chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu qua chúng con vui thú đạo màu tu hành tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Ha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Ha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sanh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nhật Quỳnh kính chào huynh kinh và kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vừa quang lâm vào đạo tràng. Và bây giờ đã đến giờ hôm nay đạo tràng chúng ta học chi diệu pháp, và Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng và kính mời huynh kinh đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, và kính mời huynh ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. À, kính lễ sư Trí Đức, kính lễ chư tôn đức tăng trong rơm, và thân chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài mới. Kỳ này chúng ta qua bài mới, kỳ rồi chúng ta đã học hết 6 pháp riêng biệt, tới cái cuối cùng học về vật căn vật xong, còn chút xíu chút hỏi quý vị rồi sao này. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahant samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadeyami sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Supatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi Samma sambuddhammatulaṃ sasattham maganuttamaṃ abhivādeyapāsitaṃ abhidhammasangghaṃ Mô thāya namo dhammaya namo sanghaya. Kính thưa quý vị, để bắt đầu vào buổi học thì mời sư Trực Quỳnh post bài lên để cùng mời tất cả quý vị cùng nhau lên đọc bài mới. Tranh thủ nha, đọc liên tục, đừng để mất thời gian phí. Thời gian là vàng bạc, thời gian là phước báo nếu mình biết tận dụng đó. Rồi mời sư Trực Quỳnh nha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Metta không? Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã cho biết nghe rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng, con đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ thầy, dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xung phong đọc trước. Bút ga lá phê đồ phân hạng chúng sanh. Đú hề tú ca, ná má hề tú ca nành, chá bá nét thá rí già, chá quá nà, ní chề quá ấp bá, nà chá quá nà, ní chá ná láp phành tí, tá thà,
tha nhà na sam ba yut ta vi ba ca ni cha su ga ti yang đúc ga ti yang ba na nhà na vip ba yut ta ni cha ma ha vi ba ca ni na lắp phần tí. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy, trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề, xú chát khi nà xá hòa năng, cú xá là, cú xá lá chá ná nà, ní chá ná, lắp phần tì tí, tá thà, xê khá, bú thút. Cha na năng kri ya cha wa na ni đức thí ra ta sầm ba yut ta quý chí kích cha cha na cha wa na ni cha se kha năng a na ga mi bút ga là năng ba na ba tí gá cha quá nà ní cha na lắp tí lô cút ta ra dạ nó chạy để con đọc lại lô cút ta ra cha quá nà ní cha giá thà sa ca ma ri già năng ê quá sa múc bách chành tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập động tốc duy tác không phát sanh, đến hạng phàm nhân. Bú thút chá ná và hạng hữu học xê khá. Những chập chá quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khá. Đối với vị A-na-hàm, không thể có chá quá ná liên hợp với sân. Nhưng các chá quá ná siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A-xê-kha-năng chát tú chát tà ly sa sê kha năng út đi sê chát bành nhà sa quá sê sa năng chát tú bành nhà sa sầm phá hòa a dằn ép thá bút gá lá phề đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ như vậy con đã đọc xong, con xin nhường máy cho người khác ạ. Dạ kính cảm ơn thầy. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn chị Nhật Huỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Thầy Kinh, kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ.
Búc ga la phề đồ phân hạng chúng sanh. Đu hề tu cà na ma hề tu cà nành cha ba nét thắc kri già. Cha wa ni chê wa áp ba nà cha wa nà ni cha na la phàn tí. Ta thả nhà na sầm ba yút ta uy bà cà ni cha su gà tí dịch. Lúc gà tí dặng ba na nhà na uy ba yút tà ni cha ma hà uy bà cà ni na la phàn tí. Dạ, xin chị Nhược Huỳnh cho em bài ạ. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, cắt chập duy tác, tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cố thế ấy, trong thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Ti hề tu kề su chắc khì nà sa hoàng. Kusala kusala wa kusala cha wana ni cha na la phan ti ti ta tha se kha bu thu cha na nang kri ya cha wana ni di thi ga ta sam ba yu ta chi wi ki cha cha wana ni cha se kha nang ana ga mi bo ga la nang panapati kha cha wa na ni cha na la phan ti lo kut tara cha wa na ni cha ya tha sakamari ya nang e wa sap mu pách chan ti ti. Với bậc vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có đồng tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập đồng tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân Bhutuchana và hạng hữu học Sekhas. Những chập Chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị Ana Hàm không thể có Chawana liên hợp với sân, nhưng các Chawana siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A se kha nang chatu chat ta li sa se kha nam udise cha bành nhà xà qua xà nang cha tu bành nhà sa sầm phả a dầm e tha bút ca la phề đồ. Dạ, xin chị cho em bài tiếp ạ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng chúng sanh. Dạ, xà thú con đã đọc xong. Dạ, con xin xuống mic. Kính mời vị kế tiếp. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài ạ.
mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tổ Trí Đức, kính lễ với cô tu nữ, kính chào thầy kinh, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Metta, chị Kim Nhung và chị Ngọc Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài ạ. Bukala Bê Đô, phân hạng chúng sanh. Đú hề tú cà ná má hề tú cà nằng chá phá nét thá rí vào chá quá nà ní chề quá ấp ba nà chá quá nà ní chá ná lấp bằng tí ta thà nhà ná sâm ba giúp tá quý bà cà ní chá số gáp chí dần đúc gá chi dần bà ná nhà ná quyết bá rút tà ní chá ma hà quý bà cà ní ná lấp bằng tí. Nơi đây với những người mà thức trái tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập di tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề xú chá khi nà xá hòa nằng cú xa là cú xa lá chá quá nà ní chá ná lấp phần tì tí ta thà xê khá phú thút chá nà nằng rí già quá nà ná ní nà ní đích thí gá tá sầm bá dút tá ví chí kích chà chá quá nà ní chá xê khá nằng a nà gà mí bút gá là nằng bá ná bá tí gá chá quá nà ní chá ná lấp bằng tí lô cút ta rá chá quá nà ní chá giá thà sá cá má rí già nằng ề quá sầm mút bá bát trần tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập động tốc di tác không phát sanh đến hạng phàm nhân Bhutthusana và hạng hữu học Sekhat. Những chập Chavanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị sê khác. Đối với vị A-na-hàm cũng không thể có cháu quá ná liên hợp với sân, nhưng các cháu quá ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A-sê-kha-năng cha-tú-chát-ta-li sa sê kha nằng út tí sê chá banh nhà sa quá sê sa nằng chắc tú banh nhà sa sầm ba hòa a dằng ê ếch thá bút gá lá bê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Lộc Quỳnh bót bài.
Dạ. Nam mô Bụt Đa giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sis Nhật Quỳnh, cảm ơn Sis Trần Đạo, cảm ơn Sis Meta. Dạ, con xin đọc bài hôm nay. Bút Ga La Phê Đô phân hạng chúng sanh. Đu hề tu cà na ma hề tu cà nành chá ba nét thá ri già cha wa nà ní chề wa ấp ba nà cha wa nà ní cha na lắp phần tí ta thàn nà na sầm ba yút tao vi bà cà ni cha su gát tí dần trúc trúc gá tí dần ba na nà na vi ba yút tà ni cha ma hà vi bà cà ni na lắp phần tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cũng thế ấy, trong thiền thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tu kề su cha khi na sa wa nằng ku sa la ku sa la cha wa na ni cha na lấp phần tì tí ta thà se kha bu thu cha na nằng ri ya cha wa na ni đích thí ga ta sam ba yut ta vi chi kích cha cha wa na ni cha khe ni cha se kha nang an na ga mi buk ga la nang ba na ba ti kha cha wa na ni cha na la phang ti lo kut ta ra cha wa na ni cha ya tha sa ka ma ri ya nang ê quá sám bút ba chăng tì tí với bậc vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cũng thấy ấy những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân bú trúc chá ná và hạng hữu học Sekhas. Những chập Chawana liên hợp với tà kiến vào hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị Anaham không thể có Chawana liên hợp với sân, nhưng các Chawana siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase kha năng chá tu chắc tà li sắc hề kha năng u đề si u đề u đi se chấp bàn nhà sa quá se sa năng cha tu bành nhà sa sầm pha hòa e dần et tha bút ga lắp về đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con xin dâng bích lại cho đạo tràng.
Dạ, con xin mời chánh tâm ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Con xin kính đảnh lễ sự chỉ đức. Con kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc ạ. Bút ga là phế đồ phân hạng chúng sanh. Đù hê tu cả nhà ma hê tu cả nhà cả cả nhà cha bế bát bế nê thà quý cha cha ba nhà ni chê ba áp ba nà nhà ba nhà ni cha nà nà lấp bòn tí ta thà nhà nà sầm bát chú ta vít ba ca ni cha su ga ti dầm túc ga ti dầm ba nhà nhà na vi ba chú ta ni cha ma ha vi ba ca ni nha lấp bòn tí. Nơi đây với những người mà tức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập di tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sinh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với chi kiến cũng không phát sinh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp chí cũng không có. Tì hê tu kê su cha, khi nhà sa va nằm cu sa la, cu sa la cha va nha ni cha, nhà lắp bòn ti ti ti, ta thà si kha pu thù cha nha nằm, ký cha cha và nha ni tích thi, gà ta sám bát du ta vít kích chi, vít kích cha cha và nha ni cha, si kha nằm, anagami búc gà la nằm, bà nha, bát tí gà cha và nha ni cha, nhà lấp bòn thi, lô cú ta gà cha ma na ni cha gia tha sa ca ma sa sa ca ma ma vi gia nam i va sam sam up pat chan ti ti. Với bậc vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sinh. Cùng thế ấy, những chập động tốc di tác không phát sinh đến hạng phàm nhân phu thú cha nà và hạng ngũ học gì khác, những chập cha vá nà liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sinh đến các vị gì khác. Đối với vị a na hàm không có cha vá nà liên hợp với sân, nhưng các javana siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Asikhanam cha tu cha ta li sa si khanam uk di se chap ba nhà sa va si sa nam cha tu ba nhà sa sam ba va e cham ita bukala phê độ. Thì trường hợp phát sanh được ghi nhận các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56. Ngoài ra, những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con xin đọc xong rồi, con xin xuống mic ạ. Con xin cảm ơn ạ.
Lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Bình kính chào đạo tràng. Dạ không có ai ra đưa bàn tay đẹp của mình lên hết. Dạ Như Bình xin được trả bài. Dạ cảm ơn chị Metta. Cảm ơn thiện vụ cho Như Bình biết được tín hiệu. Ồ cảm ơn Nguyên Như. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn. Búp ga la phê đơ phân hạng chúng sanh. Đu hề tu cà na. Ma hề tu cà nành cha ba nát. Tha tùy già. Cha qua nà ni chề qua ấp ba nà. Cha qua nà ni cha na lấp hành tí. Ta thà nhà. Na sầm ba yút. Ta quý bà cà ni. Cha sư ga ti dằn. Đúc ga ti dằn ba na nhà. Na quyết ba yút ta ni. Cha ma hà. Quý bà cà ni. Na lấp hành tí. Nay đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập di tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hài tu kê su cha khi na sa qua năng cu sa la cha qua na ni cha na lấp hành tì tí ta thà xê kha bu thuốc cha na năng tùy già cha qua na ni đi thi ga ta sầm ba yut ta quy chi kích cha cha qua na ni cha xê kha năng Anna ga mi bút ga la nang banavat banavat bati kha cha quana ni chana lập hoàn ti lô cút ta cha ra ya quana ni cha ya tha sakam mari Maria nàng ê qua sa mút bát chan tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tác thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thấy ấy những chập động tác duy tác không phát sanh đến hàng phàm nhân. Bút thuốc chánh á và hạng hữu học xe khách. Những chập cha quan áp liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến vị sách khách. Đối với vị Anna Hàm không có thể có cha quan áp liên hợp với sân, nhưng các cha quan áp siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A se kha năng cha tức cha ta li sa se kha năng út đi se cha bành nhà xa quê. Dạ, cho Như Quỳnh đọc lại cái chỗ này ạ. Cha bành nhà xa qua se xa năng cha tức bành nhà xa sau quà a dằn ách tháp búp ca lá phê đồ tùy trường hợp phát sanh. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ Như Quỳnh đã đọc xong ngoại kinh hôm nay. Như Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Còn vị nào nữa? Còn Châu Nguyễn nè. Dạ, mời Châu Nguyễn nha. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Cảm ơn thầy kinh.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, con cảm ơn sư thiên phụ cô Metta đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài ạ. Bút gá lá về đồ phân hạng chúng sanh. Đu hề tu cà na ma hề tu cà nành cha pa ne tha kri ya cha wa na ni che wa ap pa na cha wa na ni cha na la phan ti ta tha nhà na sam ba yut ta wi pa ka ni cha su ga ti yang duk ga ti yang pa na nhà na wi pa yut ta ni cha ma ha vi pa ca ni na la phan ti. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú, những tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tu kề su cha khi nà sa hòa nằng kusala kusala cha hòa nà ni cha na la phàn tì tí ta thà sệ kha bú thút cha nà nằng kriya cha hòa nà ni đi thi gá ta sàm bá yốt ta vi chi kích cha cha hòa nà ni cha sệ kha nằng anà gà mi bút ga là nàng ba na ba tí kha cha wa nà ni cha na la phan tí lô cút ta ra cha wa nà ni cha ya tha sa ka ma ri ya nàng e wa sa mút ba tràn tí tí. Với bậc vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân Uthuchana và hạng hữu học Sekhas, những chập Chavanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị Anaham không thể có Chavana liên hợp với sân, nhưng các Chavanas siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase kha nang chatu chat ta li sa se kha nam ut di se cha ban nha sa wa se sa nang cha tu pan nhà sa sam phá hòa a dầm et tha bút ga la phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh rất là nhiều. Con xin phép được xuống mic ạ. Con kính dân. Dạ, xà lớn. Dạ khách ai đọc không? Rồi, alo, quý vị nghe rõ không? Alo. Rồi, bây giờ để kỳ trước đó, có cái vấn đề là 43 tâm phải lên y cứ lên 6 trú căn, 42 tâm y cứ lên 6 căn, không y cứ lên căn nào. Hai cái bản đó không biết xếp Nhật Quỳnh có làm sao, có ghi lại chưa?
Chị Quỳnh đâu, boss hai bản lên coi. Hay là Châu Nguyễn có boss lên coi. Đúng rồi. Boss hết lên, boss hết cái 43 cái lên nè, 43 tầm cỡ lên. 43 tiếng nha, boss 43 tiếng đi. Rồi, bây giờ mời một vị lên trình bày thử rồi nha. Có ai trình bày được rồi nha, nó mời ai. Bây giờ mời Sít Kim Dương. Tại sao mà 43 tâm khởi lên y cứ trên sáu vật? Thì gồm có 10, 23 dục giới dị thuộc, ngũ môn tâm, tứ sinh tâm, hai tâm sân, 15 tâm sắc giới. Rồi, Sít Kim Dung lên trình bày giùm nha. Ok, xà thấu. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào thầy kinh và kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ. Về 43 tâm khởi lên y cứ trên sáu vật. Thì trong đó về tâm dục giới thì 23 tâm tâm chú vật và nhờ được chia thành tâm chú vật được chia thành là 3 phần. Về nhất định thì ở cõi dục giới là cõi ngũ uẩn thì tâm chú nơi vật thì có 6 vật, chú vật tương ứng thì có 10 tâm, đó là năm đôi thức tương ứng với năm vật, ví dụ như là nhãn thức thì đôi nhãn thức thì tương ứng với nhãn vật, đôi nhĩ thức thì tương ứng với nhĩ vật, đôi tỷ thức thì tương ứng với tỷ vật, đôi thiệt thức thì tương ứng với thiệt vật, và đôi thân thức thì tương ứng với thân vật. Chú nơi sắc ý vật thì có 33 tâm. Ở cõi dục giới thì có hai tâm sân, ba ý giới, ba quan sát và một vi tiếu. Như vậy là 8, 9, ở đâu thiếu đâu một tâm, 23 tâm. Thôi con trình bày theo 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 thầy dạy đi, con thấy đâu nó thiếu mất một tâm mà. Còn ở tâm sắc giới thì có 15 tâm sắc giới, 5 tâm sơ đạo tính là một, 8 quả dục giới tịnh hảo. Lý do tại sao mà những tâm này chú vật nhất định là năm đôi nhãn thức thì chú vào năm vật thì cái đó là bắt buộc phải như vậy, không thể nào mà nhãn thức mà chú ở nơi thiệt vật được. Còn đối với hai tâm sân thì chỉ có cõi dục mới có tâm sân, các cõi thiền thì không có tâm sân. Đối với ba tâm ý giới và ba quan sát và một vi tiếu thì chỉ nương nơi sắc ý vật, nó nằm ở trong lộ ngũ, mà lộ ngũ thì là năm uẩn thì chỉ có ở cõi dục giới. Còn đối với 15 tâm sắc giới thì có năm tâm thiện sắc giới, thì năm tâm thiện này dành cho người tu thiền sắc giới, năm tâm quả sắc giới thì làm nhiệm vụ tục sinh hộ kiếp tử cho chúng sanh ở cõi sắc giới, nương nơi ý vật. Năm tâm duy tác là tâm của các vị A-la-hán ở cõi sắc giới.
năm tâm sơ đạo tính một, đó là khi mà muốn đắc đạo quả thì phải nghe, nghe tức là phải có sắc thần, phải có sắc tức là sắc thần kinh nhĩ. Do đó là nó phải nương vật nhất định. Còn tám quả dục giới tịnh hảo thì do làm nhiệm vụ tục sinh hộ kiếp và tử của chúng sanh dục giới. Thì như vậy là tổng cộng là 23 tâm, con tính tổng cộng luôn 23 tâm. Ở cõi dục giới á, con tính 43 tâm, gồm 23 tâm dục giới, một tâm ngũ môn hướng tâm, một tâm tiếu sanh tâm, hai tâm sân, 15 tâm sắc giới và một dự lưu đạo tâm. Tổng cộng là 43 tâm. Ở cõi dục giới thì có 5 uẩn tương ứng với 6 vật. Ở cõi sắc giới thì có 5 uẩn tương ứng với 3 vật là nhãn vật, nhĩ vật và ý vật. Ở cõi vô sắc thì có 4 uẩn, không có sắc uẩn và tâm thì nương nơi chính nó. Ở cõi vô tưởng thì chỉ có 1 uẩn, đó là sắc uẩn, không có vật. Ở đây những người những vị mà vô tưởng thì sống bằng sắc mạng quyền, nương không nhất định thì có cả ở ba cõi dục giới, tức là những cái tâm mà nương ở cả ba cõi ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở cõi ở sắc ý vật thì nó gồm 70 tâm, đó là 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 khai ngũ môn, 8 đại giới, 8 duy tác dục giới, 4 thiện vô sắc, 4 duy tác vô sắc, 35 tâm siêu thế, đã trừ 5 tâm sơ đạo. Không tính 4 quả vô sắc thì 8 tâm. Cái này con tính qua luôn cả cái phần không nhất định rồi. Tám tâm tham thì có ở cả ba cõi là nương sắc ý vật, cõi dục giới, cõi sắc giới, và nương tâm thì là cõi vô sắc, rồi do không có vật. Hai tâm si thì cũng có ở cả ba cõi, nương sắc ý vật là có dục giới, sắc giới, nương tâm là cõi vô sắc. Một khai ý môn thì cũng nương cả ba cõi vì nó ở ngũ và lộ ý. Tám tâm đại thiện, tám tâm duy tác dục giới cũng có ở cả ba cõi, nương sắc ý vật ở cõi dục giới và sắc giới, nương tâm thì ở cõi vô sắc. Bốn tâm thiện vô sắc và bốn duy tác vô sắc dành cho người ở cõi dục giới tu thiền vô sắc, đắc thiền ở cõi vô sắc. Người ở cõi vô sắc giới thì tâm không nương sắc ý vật mà tâm nương nương chính nó. Còn 35 tâm siêu thế đã trừ 5 tâm sơ đạo hay là còn tính là 7 thì là dành cho người dục giới và sắc giới thì để tu thiền sắc giới để tu thiền siêu thế tâm nương sắc ý vật. Còn đối với người vô sắc thì tâm không nương sắc ý vật. Cái thứ ba, phần thứ ba là vô trú thì là bốn quả vô sắc thì không trú vật mà tâm nương chính tâm. Như vậy là đủ 121 tâm. Dạ con không biết trình bày như vậy có đúng với ý thầy không thưa thầy, con trình bày theo bài ạ. Dạ con xin xuống mic cung kính cảm ơn thầy ạ. Con có gì sai xin thầy chỉ giúp ạ. À không sao đâu. À, nhưng mà trình bày vậy thì nó chưa được, chưa trúng theo cái bản này. À, giờ quý vị để giờ nhắc lại nha, để rồi mà mời thêm vị khác lên nha. Ví dụ như nói 43 tâm khởi lên y cứ trên sáu vật là cái chính á, cái tựa chính vậy không. Rồi bây giờ cái đầu tiên là dục giới dị thục là 23 tâm. Bây giờ mình lên phải trình bày 23 tâm này là 23 tâm gì, dục giới dị thục 23 tâm là tâm gì, tại sao nó y cứ trên sáu vật như thế nào, mình giải thích ra cái sọt mình chết đã để cho người ta hiểu đúng chưa.
rồi xong rồi mới tới số 2 là ngũ muốn tâm, tại sao vậy vậy vậy, rồi tới số 3 tứ sinh tâm, hai tâm sân, sắc giới vô tâm, giải thích từ từ theo cái bản của cái mà đưa ra cái chương trình nha. Mà vì mình lên mình thuyết trình là thuyết trình theo cái này chứ, mình lên mình trình bày được luôn nghe biết là họ đúng chưa, cái gì nắm được ý chưa, cái gì nắm được ý này chưa. Bây giờ giờ mời thêm người nữa coi ai lên đây, rồi mời cho Nguyễn coi, Nguyễn lên trình bày coi, giơ tay lên. Rồi mời cho Nguyễn nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Kha. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Giờ đọc hết cái chỗ bốn phân tích cái 43 tâm này ra hết luôn hả thầy, hay chỉ có cái dục giới dị thục thôi ạ? Dạ con đọc cái 43 tâm sau này khởi lên y cứ trên sáu vật, là gồm có số 1 là cà má quý bà, cá là dục giới dị thục, có 23 tâm. 23 tâm này là gồm có ngũ song thức, hai tiếp thâu, ba quan sát và 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. Và cái ngũ song thức ấy, thì nó là y cứ tương ứng tùy từng vật, thì nó chỉ y cứ trên năm vật thôi, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Giống như cô Nhung hồi nãy nói là nhãn thức trú nhãn vật, nhĩ thức trú nhĩ vật được đó. Dạ thì cái đó là của cái ngũ song thức. Còn cái hai tiếp thâu thì nó y cứ trên cái sắc ý vật, tại vì nó không có trên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Ba quan sát thì cũng y cứ trên sắc ý vật. Tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo cũng y cứ trên sắc ý vật. Dạ đó là cái 23 tâm dục giới dị thục. Tới cái ngũ môn hướng tâm. À dạ, cái ngũ môn hướng tâm là Panchadvara Vajjhana. Dạ, cái đó là nó chỉ trú ở cái sắc ý vật mà thôi, nó không có ở các cái khác. Rồi cái tiếu sanh tâm là Hasitupada, là cũng chỉ trú ở sắc ý vật. Pati khá là hận, cũng trú ở sắc ý vật đó thầy. Thì pati khá này là hận, có hai tâm, là có hai tâm sân, tâm sân thọ ưu hợp phẩm vô trợ với tâm sân thọ ưu hợp phẩm hữu trợ, thì nó chỉ trú ở sắc ý vật mà thôi. Vì hai tâm sân này không có ở cõi vô sắc được. Cái sắc giới tâm là Rupa Vajjhara, là gồm có 15 tâm, gồm có 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả thiện và 5 tâm duy tác, thì nó trú ở sắc ý vật. Cái tâm thiện thì có ở cõi dục giới. Tâm duy tác thì nó có ở cõi dục giới và sắc giới. Còn tâm quả thì nó chỉ có ở cõi sắc giới thôi, nó không có mặt ở cõi dục giới, nên nó chỉ trú ở sắc ý vật nhất định. Cái số 6 là cái dự lưu đạo tâm là Sotapattimagga. Dạ cái này là nó gồm là 5 tâm sơ đạo, thì nó chỉ trú ở sắc ý vật. Vì như thầy giảng hôm trước là nó chỉ có nó nghe thì mới đắc được,
cho nên là nó nằm ở trong cõi ngũ uẩn, nên nó chỉ trú ở sắc ý vật nhất định. Và đó là cái con hiểu à, con không biết đúng hay sai. Dạ con có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Và đó là con trình bày cái những cái 43 tâm khởi khởi lên y cứ trên 6 vật. Dạ dạ con đã trình bày xong rồi. Dạ con xin phép được xuống mic. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng ạ. Xa thứ, xa thứ. Giỏi quá à. Nói đúng hết trơn, xa thứ ha. Rồi quý vị cho bông lên là tặng cho Nguyễn rồi cho Quan Hỷ là chính xác, ok, xa thứ hết hồn giỏi, hiểu bài trả lời hiểu bài. Rồi, quý vị nắm được chưa? À, do quý vị nắm được cái phần này chưa, nắm được ha. Rồi giờ tới cái phần 42 tâm. Này, tâm này để mời mời cô Meta nè. Rồi cô Meta lên trình bày 42 tâm này coi sao. 42 tâm thì cứ lên 6 căn cũng như không thì cứ à, tức là cái đầu á, thì nói là thì cứ lên 6 căn, tức là nói về cái y trú trên những cái căn mà nhất định đó. Còn cái 42 tâm sắc khởi lên đó, thì y cứ 6 căn cũng không cứ trên căn nào khác, tức là nói về không nhất định à, thì tương tự chúng ta có 10 tâm bất thiện, 1 căn ý môn, rồi 16 dục giới thiện di tác, rồi tới 18 là vô sắc thiện di tác, rồi tới 7 là siêu thế từ dự lưu đạo tâm, tổng cộng 42 ha. Rồi xin mấy ta lên trình bày ngon lành nghe cả ha, lấy bông hoa này về. Rồi xin mời xin. Dạ thầy kêu con run quá thầy ơi. Con không biết con tiếp thu được bài học tới mức nào. Thì bây giờ con cũng cố gắng thôi. Chứ con cũng không biết là đúng sai. Con cũng tự tin lắm. Nhưng mà thôi thì con hiểu làm sao. Thì con trả lời như vậy. Về 42 tâm khởi lên y cứ trên 6 căn. Và cũng không y cứ trên căn nào. Thì đây có tức là 42 tâm này. Nó là những cái tâm mà trú vật không nhất định. Dạ. Thì trước hết. Trước nhất là. Á cú xá lá là những tâm bất thiện trừ hai tâm sân ra rồi thì còn lại 10. Đó là trước nhất thì có 8 tâm tham và 2 tâm si. Bởi vì trừ ra 2 tâm sân rồi thì còn lại là 10 tâm, đó là 8 tâm tham và 2 tâm si. Dạ, hai cái tâm này dạ, về 8 tâm tham á, thì nó có trong cõi dục giới, sắc giới. Nó không có trong cõi vô sắc. Nó không có chỗ để trú. Thì như vậy là nó hai tâm si cũng vậy. Thì như vậy là nó trú ở sắc ý vật không nhất định. Và đó là số 1. Rồi đến số 2 là Má Nô Đô Ra Quách Cha Ná là ý môn hướng tâm. Thì cái tâm này nó cũng có lộ ý môn và nó cũng có ở lộ ngũ môn. Cho nên nó cũng trú ở sắc ý vật bất định.
Và về số 3 là ca má cú xá lá kri gia thiện dục giới duy tác, nghĩa là tâm thiện dục giới và tâm duy tác dục giới, thì 16 cái tâm nằm ở trong dục giới, thì tức là nó để con xem lại. Tức là nó nằm ở trong 24 tâm dục giới tịnh hảo. Nó nằm ở trong cõi dục giới, cho nên nó y cứ trên 6 vật. Và về thứ tư, và để con coi lại là 16 tâm này, đó là 16 tâm thiện dục giới và 8 tâm thiện dục giới và 8 tâm di tác dục giới, thì có nghĩa là nó nằm ở trong 24 cái tâm dục giới tịnh hảo, thì nó nằm trong cõi dục giới thì nó nó trú ở cái trú ở 6 cái trú vật trong cõi dục giới đó. Rồi thứ tư là á ru bá cú xá lá kri gia thiện vô sắc giới và duy tác vô sắc giới, đó là 8 tâm. Thì 8 cái tâm này và 8 tâm này là 8 cái tâm thiện. Thì nó lại y cứ ở trên cái nó lúc có lúc không, có nghĩa là ở cõi dục giới thì có, còn ở cõi vô sắc thì không có, cho nên 8 cái tâm này nó cũng trú ở sắc ý vật bất định. Và về thứ năm, Lokuttara siêu thế trừ lưu đạo tâm, trừ bảy cái tâm, trừ ra bảy tâm đó, thì phần thứ năm này những tâm siêu thế thì cũng vậy, cũng như ở cõi vô sắc. Thì cũng y cứ trên sắc sắc ý vật không nhất định. Dạ con trình bày như vậy không biết như thế nào, xin thầy cho con biết. Dạ con xin xuống mất. Xa thứ nhưng mà chưa được chưa đúng. Mời Sít Nhật Quỳnh, Sít Nhật Quỳnh lên bổ sung coi. Sít Nhật Quỳnh lên, cho ta lên bổ sung nha. Rồi, mời Sít.
Alo, thì chưa hết thua chạy trốn trời. Mày gọi một người nữa nha, người nữa, ai đây? Ai đây có thể lên được vậy? À, mời trai đi, mời chánh tâm đi, chánh tâm lên giải cho mày cái phần 42 tâm này coi, chánh tâm lao vô tay coi. Alo. Chính tâm đâu rồi? Rồi, mời lại nha, nói 42 tâm này nói sao cho ngon lành nha. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ Sư Chí Đức, và con kính xin chào thầy kinh, và con xin kính chào đạo tràng. Con xin phân tách về 42 tâm sau đây khởi lên ý cứ trên 6 vật và cũng không có ý cứ căn nào khác. Về cái tâm Akusala bất thiện trừ hai hạng tâm là tám tâm tham và hai tâm si, thì nó có luôn ở ba cõi, cõi cõi dục, cõi sắc giới và cõi vô sắc, thì nó y cứ trên sáu căn, nó không nhất định. Kể về mano đó và jhana là ý môn hướng tâm có một, cũng ý cứ trên sáu căn, vì nó cũng ở ba cõi, cõi cõi dục, cõi sắc giới và cõi vô sắc. Còn về kama kusala ký quý già dục giới thiện di tác có 16, thì cũng ở ba cõi luôn, là tự vì nó có sáu căn, ý cứ trên sáu căn là nên không nhất định. Còn về Aruba Kusala ký 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 di giả vô sắc giới thiện và di tác có 8, thì cũng ý cứ trên sáu căn, vì nó cũng ở ba cõi, cõi dục sắc giới và vô sắc, cho nên nó là không nhất định. Lokuttara siêu thế trừ dự lưu đạo tâm có 7, thì cũng ở trong ba cõi luôn, là y cứ trên sáu căn và cũng không có, thì nó ở cũng là trong cõi cõi dục. Cái này hơi và cũng y cứ trên sáu, tự vì là tâm trong trong tâm đạo đạo trong tâm quả, thì nếu mà ở cõi dục vẫn vẫn có thể đắc được những cái đạo tâm quả đó. Thì đó là cõi dục, cõi sắc giới và cõi vô sắc, nên là không nhất định. Con xin hết ạ, con xin xuống mít ạ. Xa thử xa thử. Thấy sao thấy dễ quá, sao ai nấy lên đọc tót mọi học đây. Đọc thấy computer nó bị ướt luôn. Thử nhưng mà chưa chưa được rõ lắm nha, chưa được rõ. Có ai muốn lên tình nguyện cái đó, một người đó thôi, một người cuối cùng, ai tình nguyện đây? Hà nguyện giải thích cho nó ngon lành. Hà đi, rồi Hà cũng giỏi, Hà cũng học giỏi, mời Hà lên người chót rồi xong mình vô bài học mới. Hà cho tay coi. Alo. Cho tay lên, cho tay lên. Bây giờ lên nè, bây giờ mới quan trọng nè. Bây giờ mới biết mình hiểu hay không hiểu nè, giờ lên đi. Lên lên 42 coi.
Dạ Nam Mô Bụt Thà, dạ dạ con kính đảnh lễ sư Tri Đức, con kính chào thầy kinh. Dạ hôm nọ con thuyết trình rồi thưa thầy, con kính nhường cho một vị khác. Thầy kêu con thì con cũng là dạ trên 42 tâm này thì cũng như anh Chánh Tâm nói thì nó y cứ trên sắc ý vật và nó trú ở những cõi nào là có ngũ uẩn hoặc tứ uẩn, thành ra khi ở cõi ngũ uẩn thì nó y cứ trên sắc ý vật, còn nếu như mà ở cõi vô sắc á, thì nó không y cứ trên sắc ý vật. Do đó ta thấy có các tâm này có thể sanh khởi tùy theo cõi. Nếu mà cõi có năm uẩn thì nó sẽ y cứ trên sắc ý vật, còn nếu nó không thì nó sẽ không sanh khởi. Dạ con nói vậy là đủ chưa thầy? Con tại vì con nói giống như anh Chánh Tâm cũng vậy, thôi là tâm tâm bất thiện thì tám tâm tham, hai tâm sân thì nó có mặt ở cõi ngũ uẩn và tứ uẩn, thành ra nó phải trú nơi sắc ý vật nhất định. Dạ vậy thôi con xuống, này sa thú rồi con đi xuống. Sợ nó sợ gì sợ ai đấy rung lên tim đập đùng tim đập mà ngồi ngoài đây nghe nè tim đập ra ra máy nghe bình 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 rồi rồi để trình bày sơ lại nha, để gì nắm lại ha, giờ lại boss lại cái bản đây 43 tâm cải lên y cứ trên sáu trú căn. Rồi, thứ nhất là 23 tâm dục giới dị thục. À, 23 tâm giới dị thục này gồm những tâm gì? À, ngũ sân thức là 10 đúng không? Ghi ra luôn đi. Ngũ sân thức. Đi lên luôn cho ngủ sân thức và hai tiếp thâu ba quan sát của xem rồi tám quả thì rồi đó, tức là dục giới dị thục, tức là tâm quả dị thục á, tâm quả của dục giới đó, nó có 23 tâm này y cứ trên sáu vật, tức là ta nói chung là y cứ trên sáu vật, tức là nhất định đó, tức là đây nói về y cứ trên những cái vật nhất định. Thì giờ ngũ sân thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là ngũ sân thức. Thì mỗi một cái thức này nó y cứ trên theo cái vật tương ưng với nó nhất định. À, thì được gọi là y cứ trên sáu vật, là nằm trong cái nhóm y cứ sáu vật là nhất định, là ngũ sân thức. Bây giờ nắm được chưa? Nhắc lại để nhớ ngũ sân thức ha. Rồi hai tiếp thâu này cũng vậy, hai tiếp thâu này nó y cứ trên, nếu nó không y cứ trên năm vật kia nữa mà nó y cứ trên sắc ý vật, bởi năm cái vật kia là do ngũ sân thức nó y cứ trên đó, còn hai tiếp thâu y cứ là sắc ý vật nhất định, ba quan sát cũng nhất định. À, rồi tám tâm quả thiện dục giới tình hảo cũng y cứ trên sắc ý vật, bởi vì tám tâm quả này làm phận sự là tục sinh hậu kiếp tử, thì nó y cứ trên sắc ý vật. Như vậy là ngũ sân thức thì y cứ trên tùy theo từng vật của nó, hai tiếp thâu ba quan sát và tám tâm quả dục giới tình hảo y cứ trên sắc ý vật nhất định, được chưa? Thành ra như vậy là mình 23 tâm này y cứ trên sáu sắc ý vật, thì gọi là y cứ trên sáu vật nhất định là như vậy, nắm được chưa?
rồi ha, đó rồi, ngủ chưa? Thì ngủ xong thức nè, ngủ xong thức là y cứ trên từng vật một theo cái thích ứng với nó. Ví dụ như nhãn thức thì y cứ trên mắt, trên nhãn vật. Nhĩ thức thì trú trên nhĩ vật, tỷ thức trên tỷ vật, thiệt thức trên thiệt vật, thân thức trên thân vật, đúng rồi ha. Tức là y cứ nhất định trên đó là y cứ trên trên vật, y cứ trên từng vật đó. Rồi hai cái tiếp thâu, hai tâm tiếp thâu này nó không có y cứ trên những cái vật đó nữa, mà nó y cứ trên sắc ý vật, tức là nó trú ở sắc ý vật. Nó trú sắc ý vật, hai tiếp thâu nó không có trú trên nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, mà nó phải trú ở sắc ý vật. Rồi ba quan sát như vậy nó cũng phải trú ở sắc ý vật. Rồi tám quả thiện giới vậy nó trú ở sắc ý vật. Thì như vậy trừ cái ngũ sanh thức ra thì những cái tâm còn lại là trú ở sắc ý vật nhất định hết. Đúng chưa, nắm được chưa, dễ hiểu quá trời mà. Dễ ủi mà. Được chưa, hiểu rồi. Rồi 23 à, tới ngũ môn hướng tâm. Ngũ môn tâm thì có một cái tâm thôi, thì ngũ môn tâm này nó cũng trú sắc ý vật quyết định. Cái gì những cái vật kia là có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tỷ thân thức trú rồi. Giờ ngũ môn tâm này nó không trú trên đó mà nó trú ở sắc ý vật, cho nên được gọi là nó trú sắc ý vật nhất định là ngũ môn tâm. Cũng vậy luôn. Rồi tiếu sinh tâm cũng vậy, tiếu sinh tâm là phải có cái thân này, phải có cái ngũ uẩn thì cái tiếu sinh tâm nó phát sinh được. Thì như vậy nó cũng trú ở sắc ý vật nhất định luôn, trú sắc ý vật luôn. Rồi được chưa? Rồi với hai tâm sân, hai tâm sân mấy thứ khá là hận hai tâm sân á, thì cũng trú ở sắc ý vật nhất định, cũng trú sắc ý vật luôn. Bởi vì hai tâm sân này không thể có mặt trong cõi vô sắc được, cõi vô sắc thì không có sắc ý vật, cho nên hai tâm sân này nó không thể có mặt đó, cho nên nó chỉ trú ở sắc ý vật nhất định ở cõi ngũ uẩn. Cho nên hai tâm sân trú sắc ý vật nhất định. Được chưa? Rồi, hai tâm sân. Rồi tới giờ sắc giới. Cõi sắc là tâm sắc giới có 15, năm thiện, năm quả, năm di tác. Gì vậy? Chữ gì lạ? Đúng rồi, không có sân trong các tầng thiền, không có cõi thiền, cõi ngay cả cõi vô sắc cũng không có tâm sân đó. Nhưng mà mình nói cho rõ là cõi vô sắc, cõi sắc giới cũng không có tâm sân, cõi vô sắc cũng không có tâm sân. Cho nên chỉ có cõi dục giới có tâm sân ha. Nó trú cõi trú sắc giới vật thôi. Rồi giờ tới cõi sắc giới nè, sắc giới là giờ tới tâm sắc giới là có năm thiện, năm quả, năm di tác. Thì năm thiện sắc giới, năm quả sắc giới, năm di tác sắc giới này nó cũng trú ở sắc ý vật thôi, chứ nó không có trú được trên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân vật, mà nó chỉ trú ở sắc ý vật nhất định thôi, chứ nó không thể trú ở những vật kia. Thì được gọi là trú y cứ trên sắc ý vật nhất định và sắc giới, 15 tâm sắc giới. Được chưa, nắm được chưa? 15 tâm sắc giới này không có mặt ở cõi vô sắc giới nha quý vị, không có mặt cõi vô sắc giới, cho nên nó chỉ trú ở sắc vật thôi chứ không có như cõi vô sắc. Rồi tới đạo tâm, như nãy mình biết là dự lưu đạo tâm thì chỉ có một thôi, tính một thôi. Dự lưu đạo tâm là phải có thân ngũ uẩn, hay là phải có nghe pháp, phải thinh văn mới nghe, mới đắc được cái tâm đạo này lên, tâm đạo sơ đạo đó, là cho nên phải thuộc về cõi ngũ uẩn. Là phải có sắc y vật, y cứ trên sắc y vật. Thì như vậy nói chung là
Từ cái ngũ sân thức ra, những cái tâm còn lại của thuộc cõi ngũ uẩn á, đều phải y cứ trên sắc y vật nhất định hết. À, trừ cái ngũ sân thức ra ha. À, rồi những cái tâm mà cõi thuộc về ngũ uẩn là y cứ trên sắc y vật. Thấy chưa? Tắm được không? Cho biết đi. À, lo cho bông hoa là được không? Chip Meta đâu rồi? Cô cho ta nhiệt quần lắm rồi ha. À, giờ mình dễ hiểu là mình trừ, nói với cõi ngũ uẩn mình trừ cái ngũ sân thức ra, còn những cái tâm còn lại là nó y cứ trên sắc y vật hết thôi, đơn giản dễ hiểu ha. Rồi ha, ok. Rồi tới 42, 42 tâm khởi lên y cứ trên sáu căn, cũng không y cứ trên căn nào khác. Ở à, đây mình mới nên hiểu là tức là không có nhất định. À, nói như mình phải hiểu là nó không có nhất định. Thì bây giờ 10 cái tâm sân, 10 cái tâm bất thiện trừ 2 tâm sân. 2 tâm sân nãy là mình nói rồi, phía trên là thuộc về nhất định rồi ha, là nó phải trừ ra. Bây giờ còn 10 cái tâm bất thiện là 8 tham 2 si. Thì 8 tham 2 si này có cõi dục giới cũng có nè. Cõi sắc giới cũng có nè. Cõi vô sắc giới nó cũng có. À, cho nên 10 cái tâm bất thiện có cả ba cõi, tức là có trong cõi ngũ uẩn cũng có, cõi tứ danh uẩn cũng có. Cho nên nó trú ở sắc ý vật và không trú nơi vật nào. À, cho nên bởi vì ghi là bất định là cho đó. Mình phải nên hiểu là không nên nói là toàn là sáu căn luôn ha, mà đây ta chỉ là đưa cái thiệu cho mình để biết ha, nhưng mà mình phải hiểu. Và những cái tâm này nó y cứ trên sắc ý vật và không y cứ trên vật nào. Bởi vì nó có mặt trong cõi vô sắc nữa, vô sắc thì không có sắc y vật. À, dễ hiểu là cõi vô sắc là không có sắc y vật, là không có trú trên căn nào hết, nhưng mà hệ cõi sắc, cõi dục giới là có, là trú trên đó. Được chưa? Ghi kể phần, alo. Rồi ha, đó là cái về 10 tâm bất thiện. Rồi giờ ý muốn hướng tâm. À, một cái ý muốn hướng tâm. Ý muốn hướng tâm này có trong cõi ngũ gì? Cõi ngũ uẩn có, nói chung là cõi ngũ uẩn có. Có, à, cõi ngũ uẩn có. Rồi cõi tứ danh uẩn có không? Rồi cõi vô sắc à, có không? Có luôn, à, thành ra chính vì nó có luôn cả cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới luôn, cho nên nó y cứ trên sắc y vật và không y cứ trên các vật nào khác. À, cho nên được xếp vào cái nhóm là nhất định, không nhất định. À, là ý muốn tâm, đúng không? Dễ hiểu không? Cái gì không? Rồi bây giờ tới thiện và di tác. À, dục giới thiện và di tác, di tác dục giới. Thiện này cũng vậy, này nó cũng có mặt trong dục giới cũng có, sắc giới cũng có và vô sắc giới cũng có. Thành ra cho nên nó y cứ trên sắc ý vật và cũng không y cứ trên vật nào. À, những cái kia nó giống hình gì luôn, là vô sắc, thiện vô sắc hay di tác vô sắc. À, thì nó y cứ trên sắc y vật và không y cứ trên vật nào. À, bởi vì thiện vô sắc là những người ở cõi ngũ uẩn ta vẫn có thể đắc được cái thiện vô sắc như thường. À, người cõi như mình này vẫn đắc thiện, đắc thiện thiện vô sắc giới. À, thì nó phải trú ở sắc y vật, nhưng mà khi mà sanh về cõi vô sắc thì nó không trú vật nào. À, cho nên nó là vấn đề vậy. Rồi tới siêu thế. À, siêu thế gì? Trừ cái dự lưu đầu tâm ra, tại cái dự lưu đầu tâm nãy là nó có trên rồi, nó thuộc về nhất định rồi, thì còn những cái kia còn lại thì cũng trong ba cõi đều có thể có mặt hết. À, cho nên được gọi là trú sắc y vật và không trú nơi vật nào khác. Thì như vậy đó là chúng ta có được 42 tâm khởi lên không nhất định là như vậy. À, nắm chưa? Alo, nắm hết chưa?
quý vị cứ coi lại ha, rảnh cái mình coi bài coi tới coi lui lại ha, để cho nó thông 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 gió chứ. Mấy bài này hơi khó chứ, nắm được chưa, cho biết đi, qua bài mới luôn. Rồi không? Rồi bây giờ bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu được chưa? Nắm được chưa? Hello. Rồi, hiểu rồi sao thú ha, hiểu rồi là sao thú. Dễ vô cái gì đó. Để chút xíu. Logotara là bảy, là thay vì ba là mình trừ cái dự lưu đầu tâm ra. Cái dự lưu tâm là tâm sơ đạo, dự lưu tâm nãy nó có trên cái phần trên rồi, nó có trên cái phần bốn ba tâm rồi là nhất định rồi. Bây giờ cái dưới này là không nhất định thì nó trừ ra thôi. Còn những cái tâm siêu thế kia á, còn lại là những tâm siêu thế còn lại thì nó trú sắc cái vật cũng có, mà nó trú không trú nó vật nào cũng có mặt, nó cũng có thể sanh khởi được. À, cho nên được gọi là bất định là chỗ đó. Đúng chưa? À, tức là cái siêu thế này là như vậy, tức là dự lưu đầu tâm là cái tâm đạo á, là nãy mình tính ở phần trên là phần 43 là ha, nó rồi anh có rồi đó, là không có lấy xuống đây nữa, trừ ra thì còn lại là dự lưu quả rồi nhị đạo nhị quả tam đạo tam quả tứ đạo tứ quả đó, còn những cái tâm siêu thế còn lại đó là bảy tâm siêu thế đó. Còn lại đó, thì nó có mặt ở cõi dục giới cũng có, cõi sắc giới cũng có, cõi vô sắc giới cũng có. À, chỉ trừ cái dự lưu đạo tâm ra thôi. À, dự lưu đạo tâm là chỉ có trong cõi ngũ uẩn, à, là nhất định là trú ở sắc khí vật. Còn những cái tâm khác có thể trú sắc khí vật cũng có, mà không trú vật nào cũng có luôn. Đúng rồi, đúng rồi, thì cứ trên sắc cái vật là cõi dục giới, cõi sắc giới luôn nhé, cõi dục giới, cõi sắc giới nữa, và không nghi cứ trên vật nào, chỉ có cõi vô sắc á. Khi đã nằm trên cõi vô sắc thì không nghi cứ trên vật nào, nhưng mà cõi dục giới, cõi sắc giới thì có sắc cái vật, bởi vì nó thuộc về cõi ngũ uẩn mà. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, Sít Meta nắm được chưa? Sít thì Quỳnh nắm được chưa? Alo. Đúng rồi, cái nghi môn là làm phần gì? Phần phân đoán, xác định đó. À, phân đoán. Đúng rồi đó. Thì cái môn này nó có mặt trong cõi dục cũng có, cõi sắc giới cũng có, cõi vô sắc nó cũng có luôn. À, nó nằm trong cái lộ tâm, lộ lộ ý, lộ ngủ cũng có, mà lộ ý cũng có luôn ha. Thành ra nó y cứ hoặc là không, có hai cái luôn, y cứ sắc giới vật hoặc là không. Được chưa, nắm được chưa? Dễ ổi ha, dễ không, dễ không, dễ, dễ cho bông tiếp đi, gửi bông lên cho biết, dễ đi cho nó thoải mái, cái tâm mở cái tâm mình ra, nó dễ quá mình, nó dễ cho cái tâm mình nó mở rộng ra nghe là khỏe nhẹ nhàng động não vậy đó. Cái gì động não mà động não trong pháp á, trị bệnh nhiều lắm á nha. Cái gì mà động não trong pháp á, là những cái thiện pháp nó sanh, nó làm cho cái não mình nó được phát sanh những cái sắc tố, là thiện pháp và sắc tố tốt á, giúp cho mình trị những cái chứng bệnh nhức đầu, là trị bệnh tân xong, trị nhiều bệnh lắm á. Nếu mà mình cứ chịu khó suy nghĩ trong pháp thì rất là tốt. Hãy
Bó tay ngồi Nhật Quỳnh luôn. À, chưa thì nắm được chưa, giờ nắm được hết chưa, nắm được cái gì coi như là mình chấm dứt cái bài đó, cái bài đó rồi cứ coi đi coi lại cho nó tốt ha. Rồi thông qua này ha. Rồi bây giờ mình nhưng người đó mình qua học cái bài này cho nó dễ chứ, đi học bài này cho thoải mái chứ. Rồi học các loại người, bút cái lá phê đá, các loại người bút cái lá phê đá. Ủa người học chưa? Học rồi á? Chưa mà, người nào khác à? Bút cái lá là người, bút cái lá phê đó. Căng từ chữ bung chọn cái lá. Bung chọn cái lá. Rồi, chữ bung này nó có nghĩa là địa ngục. À, tức là dùng theo cái địa phương ngữ của người ta là dùng chữ bung nó có nghĩa là địa ngục. Nhưng mà khi mà nó ghép vô cái chữ gá lá thì thành chữ bút gá lá, có nghĩa là người. À, khi ghép vô chữ gá lá thì thành là bút gá lá, là người. Đúng rồi, bút cái lá là người, bút cái lá người. Rồi rồi xuống dòng người hai chấm, nói về người á là chúng sanh, người hai chấm là chúng sanh có danh và sắc, chúng sanh có danh và sắc, hoặc danh hoặc sắc, chúng sanh có danh và sắc hoặc danh hoặc sắc. Học chưa, cái nào học chưa? Không phải cái bài này chưa, lúc này chưa mà. Cô Nhật Quỳnh đó rồi, chưa, lúc này chưa học mà. Chưa, lúc này chưa, mấy room kia có room năm Phật giáo ví dụ Pháp kia học trước chút xíu rồi. Vì kiểu gì qua nó nghe cái này tự học rồi. Ghi đi cho Nguyễn, cứ ghi đi, ai học rồi thì ôn lại, còn ai chưa học thì học tiếp luôn. Không có cái đứa khác, cái đó khác, cái đó không phải, cái đó là giảng như thôi chứ không phải. Ghi đi, cứ ghi bình thường đi. Người chúng sanh có danh và sắc, hoặc danh hoặc sắc. Chúng sanh người hai chấm, chúng sanh có danh và sắc, hoặc danh hoặc sắc, do nghiệp lực chi phối tác thành, do nghiệp lực chi phối tác thành. Chúng sanh có danh và sắc, hoặc danh hoặc sắc, do nghiệp lực chi phối tác thành. À, tức là nói cái chữ người đây đó, à, mình hiểu là cái chữ người này là bút cái lá, tức là người là nói chung hết tất cả, tức là những loại chúng sanh, tất cả những sanh nào có danh và sắc, à, có danh và sắc tức là có danh, là có tâm tâm sở và sắc pháp, à, thì được gọi là người, hoặc là chúng sanh chỉ có danh, tức là chỉ có tứ danh uẩn rồi đó, à, là gọi là người, hoặc là chỉ có sắc uẩn thôi, tức là người vô tưởng, người gọi là người. Tất cả những người này đó, xuất hiện trên thế giới này đều do nghiệp lực chi phối, à, nghiệp lực chi phối, à, đó là vấn đề vậy. Rồi có hai mặt hai chấm, có hai mặt, học rồi học tiếp đi cái này, có hai mặt. Dòng tục đế hai chấm,
người, nhân loại, chư thiên, phạm thiên, súc sanh, chấm chấm chấm, là nói về mặt tục đế đó, là người, nhân loại, chư thiên, phạm thiên, súc sanh, chấm chấm chấm. À, tức là nói về cái mặt tục đế thì người ta kêu là người, hay là kêu là nhân loại, hay là cái gì chư thiên phạm thiên, hay những loài súc sanh rồi bàn sanh vân vân ha, thì đó được gọi là nói về tục đế. Rồi về chân đế, hai chấm chân đế có năm uẩn, bốn uẩn và một uẩn, năm uẩn, bốn uẩn và một uẩn. Đây, chân đế năm uẩn, bốn uẩn và một uẩn. Thì khi nói tới chân đế thì ta không có dùng là từ như người hay là nhân loại nữa hay chư thiên nữa, mà ta nói là thuộc đây là năm uẩn, là người có danh và sắc là năm uẩn, người có danh không là bốn uẩn, người có sắc không là một uẩn. À, thì như vậy thì dùng qua chân đế thì ta sử dụng cách khác. À, là như vậy. Rồi tới phân loại. Phân loại có 12 loại người phân thành hai nhóm, có 12 loại người phân thành hai nhóm. Có 12 loại người phân thành hai nhóm. Rồi, này copy này lên cho lẹ luôn nha. Rồi đó, thấy không, quý vị thấy không ạ? Đọc được không? Alo, nhóm A phàm nhân, người khổ vô nhân, ahê tu cá bút cá lá. Số 2 là người lạc vô nhân, số cá tí ahê tu cá bút cá lá. Số 3 là người nhị nhân, đá quý hê tu cá bút cá lá. Số 4 người tam nhân, quý hê tu cá bút cá lá. Rồi mình cho nó xuống cái xuống hàng cái nhóm B là thánh nhân có 5, người đạo nhập lưu, Sô ta bách tí mắc giá bút cái lá. Sáu là người quả nhập lưu, nhập lưu là người sơ đạo đó quý vị, rồi nhập quả nhập lưu là người sơ quả. Đó, là người số 7 là người đạo nhất lai. Đó, rồi người quả nhất lai, rồi người đạo bất lai, người quả bất lai, và người đạo vô sanh, người quả vô sanh. Tức là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả đó. À, thì như vậy nhóm B là nhóm thánh nhân, nhóm 1 là thuộc về phàm nhân. Được chưa? Quý vị ghi được chưa? Hết chưa? Có bị xuống không? Ghi rõ ra từng cái, quý vị tự ghi xuống ra ha. Rồi, bây giờ mình học nhóm A, phàm nhân. Một là người khổ vô nhân. À, trong quyển ghi lại hết nè. Cho xuống lại từng cái nè. Rồi, cho xuống lại đi. Đó, người đạo nhập lưu, người quả nhập lưu là sơ đạo, sơ quả. Đạo nhất lai là nhị đạo, nhị quả. Nhất lai là đạo quả đó. Bất lai là tam đạo, tam quả. Rồi, A-la-hán là tứ đạo, tứ quả. Rồi, như vậy về người chúng ta có được 12 loại người. À, mình sẽ học tự theo 12 loại người này ha. Rồi xuống dòng giờ mình bắt đầu mình vô từng cái. À, nhóm A phàm nhân, một là người khổ vô nhân. Người khổ vô nhân, hay tất cả bốn cái đó. Là chúng sanh đa khổ hiểu lạc.
khổ vô nhân này, gạch đầu dòng đó là chúng sanh đa khổ tiểu lạc, là chúng sanh này nhiều chịu nhiều sự đau khổ và ít có được cái sự an lạc ha, ít được có sự vui vẻ quan lạc, là chúng sanh đa khổ tiểu lạc, là người khổ vô nhân. Rồi một loại nữa là toàn khổ, gạch đầu dòng đó là toàn khổ, tức là những người này là chỉ là khổ cả đời luôn ha, là toàn khổ, không có được sự hưởng lạc. À, là chẳng hạn như những cõi địa ngục đó, thì sống là toàn khổ. Gạch đầu dòng là toàn khổ. Rồi, tiếp đến là khổ thân đối khác. Khổ thân đối khác tức là những người chúng sanh mà phải khổ thân, về phải chịu những sự đối khác, mà không bao giờ ăn được, ăn được uống, đó là những chúng sanh thuộc xếp vào người khổ vô nhân, giống như ngạ quỷ ha. Rồi tiếp đến là người là vật vã khổ sở, luôn lo sợ, là cái loại đó, loại giống như là thú, nó luôn luôn nó khổ sở, luôn luôn có sống mà có sự lo sợ. Là sợ là lớn, nhỏ thì sợ thú lớn là săn bắt mình, hoặc là sợ những loài người đi săn đi bắt mình, luôn luôn sống trong cái sự lo sợ, đó là xét tôi giống người khổ. Vật vã khổ sở, luôn lo sợ. Vật vã khổ sở, luôn lo sợ. Rồi là số ý nghĩa nha. Rồi đánh qua thị đầu dòng, đánh qua thị đầu dòng á, khó được sanh tâm thiện, khó được sanh tâm thiện và không thể đắc thiền hay đạo quả ra. Người người khổ đó, là người đang học người khổ đó. Định nghĩa về người khổ vô nhân á. Có được sanh tâm thiện, đúng rồi, người khổ vô nhân đó, đang học, mới học vô cái đó thôi. Có được sanh tâm thiện và không thể đắc thiền hay đạo quả, và không thể đắc thiền hay đạo quả, tức là người khổ này, khổ vô nhân này là khó mà phát sanh được cái thiện pháp đó, cái tâm thiện khó sanh lên được đó. Ngay cả tâm thiện lý trí cũng có khó sanh rồi, chứ đừng nói tới hợp trí. Cho nên nó khó nhưng mà không có nghĩa là không có nha quý vị. Khó sanh nhưng mà có thể sanh như thường. Nhiều khi trong những tiền kiếp nó làm phước nhiều, những loài nó làm phước như thì có lúc nào đó nó tâm thiện nó sanh khởi. Thì chúng ta biết là khó nhưng mà vẫn có thể có. Nhưng mà về cái đắc thiền hay là quả thì chắc chắn là không. Đắc thiền hay là quả thì người khổ này không thể nào có được. Tức là những chúng sanh này không thể nào chứng đắc được thiền hay là quả được. Được chưa? Chiến xong chưa vậy? Rồi, khó sự sanh tâm thiện và không thể đắc thiện hay quả. Thì đó là mình đánh cái hoa thị, cái bông cái đó ha, để nhấn mạnh cái cho đó ha. Được chưa? Rồi, có bốn loại. Người khổ này phân ra được là mình có bốn loại. Loại a nhỏ súc sanh, súc sanh là cái chữ Bali này. Tí đắc chà ná, súc sanh tí đắc chà ná là loài đi lưng nằm ngang, loài mà đi lưng nằm ngang. 7 thú, 7 phi cầm chấm chấm chấm. Chúng sanh tí rắc chà ná, loài đi lưng nằm ngang, là nó đi giống như chó, nó đi cái lưng ngang, bò trâu ngựa cũng đi cái lưng nằm ngang, gọi là thú, nói chung là thú hoặc là phi cầm, xếp vô nhóm loài súc sanh. Súc sanh bạn sanh cũng nó luôn á, là thứ đó. Súc sanh bạn sanh là nó đó.
Rồi, đó là A là loài súc sanh hay là bàn sanh ha. B là ngạ quỷ. Bê tá, ngạ quỷ là bê ta, à, bê tá. Ngạ quỷ. Ngạ quỷ là loài không có, loài không có hoặc xa lìa tất cả sự hoan lạc vui vẻ. À, là loài không có hoặc xa lìa tất cả sự hoan lạc vui vẻ. Phải. Hằng bị đối khác. Hằng bị đối khác. Phải. Không thể thụ hưởng được các thực phẩm của nhân thiên. Không thể thụ hưởng được các thực phẩm của nhân thiên. Đó là loài ngạ quỷ. Đó là những loài mà không có, hoặc nó bị xa lìa tất cả những sự hoan lạc vui vẻ. Đó là nó không có được vui vẻ như mình đâu. Không có được sống, có sự hưởng thụ ăn uống này, không có được vui chơi, không có được đó. À, cho nên nó là cái loài đa khổ, luôn luôn là bị đối khác, không có thể thực hưởng được những cái thực phẩm của người của trời. À, đó là loài ngạ quỷ. Rồi C là Atula và Asura. Tiếng Bali là Asura. Asura hay là thần quỷ dữ. Asura, thần quỷ dữ. Thần quỷ dữ. Đúng rồi. Là những loài không có sự tiến hóa. À, những loài này nó không có được cái sự tiến hóa, không có sự tiến bộ phát triển về tâm linh cũng như về vấn đề vật chất, là không có sự tiến hóa. Thiếu tự do, nó không có được tự do. Thiếu tự do. Không có sự tiến hóa, thiếu tự do. Không có hoan lạc, không có sự tiến hóa, thiếu tự do, không có hoan lạc. Thường là rất hung dữ. À, thường là rất hung dữ. À, tức là gọi là xếp vô hàng Atula. Rồi, và số 4 là địa ngục. Niraja là địa ngục. Niraja. Rồi, là sự an vui, hạnh phúc không có. Sự an vui hạnh phúc không có. Chúng sanh hằng bị mọi thống khổ, chẳng có sự an vui. Chúng sanh hằng bị mọi thống khổ, chẳng có sự an vui. Sự an vui không có. Chúng sanh hằng bị mọi thống khổ, chẳng có sự an vui. Đó là cõi địa ngục. Nghĩa như vậy là chúng ta định nghĩa được là bốn cõi ha. Súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Định nghĩa về những ý nghĩa đó ha. Rồi xuống dòng tâm tục sinh, tức là tâm tục sinh của bốn cái cõi này đó. Tâm tục sinh. Hai chấm. Quan sát, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Bốn cái cõi này đều có một cái loại tâm tục sinh là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện của nhân. À, tức là khi sanh về cõi súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục cũng là do cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện của nhân.
cùng một thứ tâm như vậy, nhưng mà nó có cái nghiệp lực khác nhau. Sanh về ngạ quỷ thì khác, sanh về Atula nó có nghiệp lực khác, sanh về địa ngục nó có những nghiệp lực khác nhau. Nhưng mà cái tâm quả nó làm cái tâm tâm tái tục cho những cái cõi đó được gọi là tâm tục sinh về bốn cõi khổ. Dòng đánh cái bông đầu vòng ha. Quả của 11 tâm bất thiện, tức là ta nói về tâm quan sát thọ xả quả bất thiện của nhân này đó, là quả của 11 tâm bất thiện trừ si phóng dật. Trừ si phóng dật. À, 11 cái tâm bất thiện là 8 tham, 2 sân với 1 tâm si hoài nghi, là 11 cái tâm bất thiện này á, nó có khả năng cho quả tục sinh, tức là cho cái tâm quả quan sát thọ xả quả thiện nhân này. Nhưng mà tâm si phán vật thì không cho quả tục sinh nha quý vị. Không có cho quả tục sinh được tâm si phán vật, bởi vì nó loạn động, nó yếu đuối, nó không có đủ sức để cho tục sinh, cho quả tục sinh. Nhưng mà tâm quả, tâm quan sát quả bất thiện cam si rồi đó, nó chỉ cho trong cái đời sống bình nhân. Mình nhớ là tâm si phóng dật nó chỉ cho quả trong cái đời sống bình nhân, tức là đời sống bình thường thì nó cho quả thôi, quả tục sinh thì nó không có cho. Thì mình ghi đánh nó thêm là tâm si phóng dật không thể cho quả tục sinh, chỉ cho quả trong đời sống bình nhân. Tâm si phóng dật không thể cho quả tục sinh, chỉ cho quả trong thời bình nhật. Rồi, đúng rồi đó ha, chính xác ha, nhấn mạnh cái vấn đề đó để mình nắm được chính xác ha. Chứ thôi mình lộn nữa, tâm si phóng dật cho tục sinh là trật lắc ha. Nó chỉ cho quả bình nhật thôi, trong thời bình nhật thôi. Rồi xuống dòng đánh cái quả thị nữa, là tâm quan sát quả bất thiện rồi đó, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện đó, làm việc tục sinh. Tại sao nó làm được việc tục sinh? Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện làm việc tục sinh bởi vì là quả được tròn và đủ mạnh, được tròn và đủ mạnh hơn các tâm quả khác, cho nên nó mới làm được cái phần sự tục sinh. Trong bảy cái tâm quả bất thiện á, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu rồi mới tới quan sát, thì cái quan sát là cái mạnh nhất để nó có khả năng để nó làm được cái phần sự là tục sinh. Cho nên tâm quan sát thọ xả quả bất thiện làm việc tục sinh là vì nó là quả được tròn và đủ mạnh hơn các tâm quả khác. Mình phải hiểu một cách chính xác chứ không biết tại sao tâm tiếp thâu là không làm tục sinh mà tâm quan sát là làm việc tục sinh. Mình phải hiểu cách chính xác như vậy ha. Rồi đúng rồi, xa đủ ha. Rồi trong đời sống bình nhật hai chấm, bây giờ mình đi vô trong đời sống bình nhật của những người khổ vô nhân nè. Trong đời sống bình nhật tâm hai chấm, tâm hai chấm có 37 tâm, có 37 tâm. Rồi, xuống dòng ghi ra ha. 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Rồi, 17 tâm vô nhân, 17 tâm vô nhân, trừ, cũng vì thiếu,
17 tâm vô danh từ cũng như thế. Rồi, 10 và 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Rồi, thì như vậy trong cái đời sống bình nhật của người khổ này đó thì có phát sanh được là 37 tâm. À, tức là có 12 tâm bất thiện. À, tức là có tham, có sân, có si đầy đủ ha. À, người người khổ vẫn phát sanh 12 tâm bất thiện được. Rồi 17 tâm vô nhân, tức là trừ cái tâm sinh tiếu là tâm của bậc A La Hán, trừ cái tâm ra là 17 tâm vô nhân vẫn phát sanh được. À, trong cõi trong người khổ này. Rồi 8 thiện dục giới tịnh hảo, tức là bốn thiện hợp trí, bốn thiện ly trí vẫn có thể phát sanh ở người khổ, nhưng mà nó hiếm ha, rất là khó. À, khó sanh được, à, nhưng mà vẫn có thể sanh. À, cho nên được mình xếp chung vô luôn, mình chung vô luôn là tâm thì có được 37 tâm, là 12, 17 và 8. Giờ mình có được 37 tâm trong đời sống bình nhật của người khổ vô nhân. Rồi, được chưa? Rồi tới tâm sở. Tâm sở 2 chấm. Đấy đủ hết á, và có 52. Có 52. Sở có 52. Tức là 13 tự tha. Cộng 4 bất thiện, cộng 25 tình hảo, à, tức là 52. Là lấy đủ hết, lấy tổng tổng quát ha, chung vậy đó ha. À, nhưng mà 25 tâm sở bất thiện thì khó có mặt lắm. Hiếm hiếm có. 13 với 14 thì dễ, chứ 25 thì khó. Ngay cả mình mỗi người là mình con người mà muốn khởi tâm thiện cũng khó. Chứ khởi dễ đâu có gì. À. Tâm sở có 52 tâm ha, đầy đủ ha. Rồi. Thì như vậy là chúng ta đã học xong cái phần người khổ vô nhân, cái số 1 là người khổ vô nhân, và cũng là vừa đúng là 7:06 ở Việt Nam là hết giờ bác quý vị, hết giờ chưa, hết giờ rồi ha, bữa còn giờ cho học thêm người nó hết giờ thôi, bệnh nhân việc sau mình học tiếp, việc sau là mình đi vô là người lạc vô nhân, à, cũng hấp dẫn lắm, người lạc vô nhân nhiều cái là cũng lạ lắm, à, đặc biệt. Rồi bây giờ mình học người khổ trước, mình biết trước người khổ là như thế nào, rồi đời sống như thế nào, trong đời sống bình nhật ra sao. Rồi, à, như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong cái bài học hôm nay được trọn vẹn. À, cũng do phước báo này nguyện cầu cho tất cả luôn được sống trong được an vui hạnh phúc, và ít được bệnh hoạn, sống được có đời sống tốt đẹp, và không bị tái sanh về bốn đường ác đạo, luôn sanh lòng người trời, và cuối cùng chứng đắc được đạo quả niết bàn, đồng điều nha cả thấy. Nam mô A nha, Nam mô Tham Ma nha, Nam mô Sanh Khai nha. Rồi xin trả mic lại MC. Dạ, sa thú đành thai, Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trung trung thành kính tri ân Vinh Kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay, và mong rằng Vinh Kinh dạy như lúc sau, dạ, cho rõ ràng tâm nào từ từ học thì nó rất là hoan hỷ, dạ, chứ nhanh quá thì những người khác tiếp thu được, nhưng mà bản thân Nhật Quỳnh với chị Mata là không có tiếp thu được đâu, dạ, tại vì chị Mata thường nói Nhật Quỳnh là như vậy, đọc đi đọc đợi đọc tới đọc lui, ngày đi ngày lại ngày tới ngày lui, nhưng mà Nhật Quỳnh không có tiếp thu mới tiếp thu được, còn Nhật Quỳnh thì không có thời gian được như chị Mata. Rồi Kim Nhung có ý kiến gì kìa, thầy mời kìa, kính mời Kim Nhung. Dạ con thưa thầy, dạ cái đây là ý kiến của riêng con đó thưa thầy, là con muốn là sau một buổi học như vậy á,
Thầy cho tóm tắt như ngày hôm nay về cái vật đó thưa thầy. Tại nhiều khi mình học rồi thầy hỏi rồi mình hiểu cũng sơ sơ, thành ra là mình không có nhầy. Còn nếu mà mình tóm tắt như ngày hôm nay thì có những cái mình không hiểu thì thầy gút lại và thầy giải thích, vậy mình sẽ hiểu và nhớ bài hơn ạ. Dạ con thì con có ý kiến như vậy, để có cái buổi ôn bài khi mình trước khi mình học bài mới đó thưa thầy. Dạ đó là ý kiến của con ạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, xà thú ý kiến của Kim Nhung, thầy đã hết giờ. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ. Dạ, bây giờ thì Như Quỳnh kính mời quý vị cùng với Như Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Dạ. Hôm nay giờ chót thì rất là hoan hỷ. Dạ, kính mời quý vị cùng với Như Quỳnh sám hối. Và thầy Kinh đã chúc phúc cái đạo tràng rồi, mình sám hối xong rồi mình cũng hồi hướng phước luôn nha quý vị. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh kinh rất là nhiều. Dạ. Bụt tam an ghê na văn đề hằng ba đập hằng sum và ruột tam an bụt thể vô khả đi tổ đô sơ bụt thô cầm mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uột tà mạng ghê nà quạnh đê hăng thầm manh cha đức quý thân và răng. Thầm mê dô khá li tô đổ sô thầm mô, khá mạch tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất ta măng ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha đu vi thót ta măng, sẵn khê vô khá đi tổ đô sơ sẵn khô, khăm mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng ạ. Dạ đề quá ta sản ti vi ha ra qua xí ni thụ về khả rệ bơ thê khả rệ ta hình ta hình. Ta tham ma đa nê na pha quả anh tu bô chí ta sọt thình ca rôn tê ta vi ha ra mạnh đa lê. Thệ ra cha mắt cha na wa ca cha phịch ca vô ô xa ra mi ca đa na ba tê u ba sa ca. Gà ma cha đệ sa ni gà ma cha ịt xa ra sa ba na phụ ta su khi ta pha quả anh tu tê. Cha la vô cha dê bi cha anh xăm phá qua sành xê ra cha ta á phá vô ba ba tí ca. Nếu già ni căng thầm ma qua răng ba tịch cha tê sạp bê bi đuốc khai sạc khai rơn tu săn khai văn. Thà tu chi răng sạ tăng thầm mô thầm mạc thà rã cha phục khá la. Sẵn gô hô tu sắm mắc gô và á tha cha cha hi ta cha cha ẩm hê. Ra khà tu sạch thầm mô sạp bê bi thầm ma cha đi nở vụt thinh sâm ba mù nảy gia. Ma thầm ma đi dập ba quê đi tê. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng. Rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn não của thằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già. Cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại không lường, nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên, đặng mà dứt khổ quanh đọa đài.
Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an. Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, đại thêm phẩm hạnh, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bụt Tha. Dạ, trước khi con hồi hướng đến với chư thiên, một lần nữa kính cảm ơn Minh Kinh rất là nhiều, và nhất là cảm ơn Châu Nguyễn đã gõ bài kịp lúc để cho Nhật Bình copy lại, chứ Nhật Bình gõ không có kịp. Và rất là cảm ơn Châu Nguyễn đã có Châu Nguyễn giúp cho đạo tràng được hiểu bài hơn. Dạ, bây giờ thì con xin được hồi hướng. Do quả phước mà chúng con đã học chi diệu pháp hôm nay, chúng con kính dâng đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chư thiên chung quanh nhà huynh kinh và chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tân đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng